Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Cây Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì hôm nay bên Trung tâm Cây Giống sẽ chia sẻ với bà con về những cái video, những cái loại cây giống mà được trang trí trồng phong thủy ha, trang trí vào những cái khu vườn của mình, trang trí vào những cái cảnh quan ha, trang trí vào những cái khu sinh thái. Đó đây, chẳng hạn như đây là cây mận hoàng yến. Mận hoàng yến thì cây này đang có bông nè, đang có bông có trái rất nhiều. Cây này thì là cây trưởng thành rồi, đang cho bông trái rất nhiều, cũng được trang trí tại Trung tâm Cây Giống. Mẫu trái nè, trái nó là trái chùm, khi mà nào sống thì nó màu trắng nè, sống nó màu trắng. Rồi khi chín lên nó màu đỏ đùm đùm rất là đẹp nha. Giờ cái cây nó rất là đẹp đó, thì chúng ta nên chọn cho mình một cây để làm phong thủy tại nhà mình ha. Và còn nhiều loại cây khác lắm ha, cũng như đây là cây chôm chôm tiến cường. Chôm chôm tiến cường cây đã trưởng thành rồi ha, cây trưởng thành rồi. Rồi bên đây là khế chua, bên đây là khế chua đó. Đó. Bên đây thì nó có là lụ đỏ Ấn Độ, lụ đỏ Ấn Độ, cây rất là nhiều, cây một cốt cũng có, nhiều cốt cũng có, nhiều thân có, cây đang trong tình trạng có bông có trái. Rồi vú sữa hoàng kim trái vàng ha, trái vàng, cây cũng đang trong tình trạng có bông nè. Cây này mới coi, cây này bà con đem về trồng là nó có trái luôn, để trái ăn, thậm chí cây trên cây cũng đã có trái luôn ha. Đó. Rồi bên đây là cái cây mặn hồng sốt trăng ha, mặn hồng sốt trăng mã số 1, cây chiều cao nó khoảng tầm 2,5 m. Cây thoát thân rất là khỏe mạnh đó, cũng còn một lô ha, một lô anh em nào muốn trang trí thì bên Trung tâm Cây Giống sẽ có đội ngũ kỹ thuật đến trồng trực tiếp cho bà con luôn đó. Đây ha, nhiều thế nhiều dáng khác nhau. Rồi bên trong đây thì nó có cái là hồng xiêm xòi. Cây hồng xiêm xòi đang trong tình trạng coi như là khỏe mạnh và đang cho trái nha. Đó, hồng xiêm xòi nè, đang cho trái ha. Trái hồng xiêm xòi thì ăn cực kỳ ngon nha. Đó, đây. Rồi bên đây thì nó có là cái mặn xanh đường sốt trăng được ghép, mặn xanh đường sốt trăng được ghép cải tạo ha, ghép cải tạo trên cái thân của cây mặn cây mặn An Phước, được ghép vào cây mặn An Phước nè. Đó, cây này được ghép cải tạo. Rồi bên đây là có bưởi ruby, ha, bưởi ruby thì cây đang cái chiều cao, đang được dâm ủ lại tại Trung tâm Cây Giống. Và cây bưởi ruby này nó cũng đang có bông nè, đang có bông nè, đang trong tình trạng đầu trái nè. Đó, bưởi ruby thì ăn cực kỳ ngon nha, xuất xứ từ Thái Lan. Đó. Bên đây. Đó, bên đây thì có những cái loại vú sữa tứ quý đang cho trái. Đây là vú sữa tứ quý nè. Đang cho trái ha, vú sữa tứ quý thì trái nó màu tím nha. Đó, nó khác với vú sữa tím mica không ngủ. Cho nên bà con mua thì bà con cũng cần mua cái loại vú sữa tứ quý hay vú sữa mica không ngủ thì bà con cần phải nói rõ. Ở bên đây là vú sữa hoàng kim, cây cho cây lỡ ha, cây nhỏ, cây này là trái bự được ghép cải tạo rồi. Đó. Rồi bên đây là cái gói nhãn long phụng châu, hai nhãn phong long châu cũng đang thoát thân cao nè. Đó. Và còn nhiều tất cả các loại cây luôn, ổi ruby ha, rồi nhãn không hạt. Rồi vải không hạt ha, vải không hạt rồi ổi ruby nè. Rồi đây bên đây là vú sữa tím mica không mủ. Đó. Bên đây thì nó có là coi như là xài cát hòa lộc. Đó, xài cá hòa lộc ha. Rồi ổi không hạt. Đó, ổi không hạt. Rồi mít thái siêu sớm, mít ruột đỏ sao vàng Indo, cây trôi cây lỡ. Đó. Rồi bên đây là có quýt đường ha, quýt đường. Đây là lô, nguyên một lô quýt đường này, đang được dâm ủ nè, đang ra bông nè. Đang ra bông là cây trong tình trạng rất là khỏe mạnh ha. Cây này về là có trái luôn. Rồi bên đây là cây táo tàu tiger, dòng tiger ha, trái dài. Rồi bên đây là có cái nhãn xuồng tím, đây là nhãn xuồng tím. Và còn nhiều tất cả các loại cây như là me thái đồ, nó có đủ thứ hết ha. Anh em nào có cần muốn trang trí vào khu vườn của mình thì liên hệ về cho Trung tâm Cây Giống theo hai số điện thoại trên màn hình, chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con ha, kỹ hơn, rõ hơn, và có đội ngũ kỹ thuật đến trang trí khu vườn cho mình luôn. Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.